cái quả báo sát sanh này đáng sợ lắm. Giống như có câu chuyện Đức kể mà gia đình nuôi dân, nuôi dân để lớn lên bán thịt. Vậy mà khi gia đình nuôi dân khá giả giàu có, rồi cũng có đứa cháu mới sanh mới biết bò rồi chút đỉnh. Vậy mà cuối cùng bị con chăn nó nuốt chửng đứa cháu luôn. Cuối cùng mổ bụng con chăn ra, đứa cháu nằm trong bụng chết queo. Gia đình giống như có đứa cháu mà rồi bắt đầu là bắn loạn điên cuồng, gia đình tự tan nát hết. Có nghĩa là từ cái gia đình mà nuôi con vật để bán và sát cái sanh để mà kiếm tiền này kia được. Quý vị để ý mà gia đình như nuôi vịt, nuôi cá hay nuôi heo, nuôi con vật chăn nuôi để mà bán đi, dù có giàu cũng nhất thời. Còn nếu như gia đình mà sát sanh những con vật sống để mà kiếm tiền thì nó càng mau xuống nữa. Nó xuống cái là giống như nó sụp đổ luôn vậy. Cái quả báo sát sanh là như vậy đó quý vị. Nó giống như ngày xưa mà câu chuyện chú Nguyễn Văn Công, gia đình cũng cắt cổ gà, cuối cùng gia đình chết từng người từng người. Tới chú thì bệnh ung thư xương, gia đình không còn cắt bạc nữa. Có được nhân viên đến chùa, được chùa hộ niệm cho. Ngày xưa mà cái đĩa đó thôi nổi bật vậy đó, giống như là cái chân voi to vậy đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta, khi mà mình hiểu được cái nghiệp sát sanh này đáng sợ rồi, tự nhiên mình không dám làm cái nghề sát sanh. Nhất là những cái gia đình mà thí dụ như mình bán thịt chó, thịt mèo hoặc là thịt trâu, thịt bò rồi, hay là nói tóm lại là những cái nơi sát sanh để mà mình làm giàu thì không tồn tại đâu quý vị, chắc chắn là không tồn tại. Thí dụ như gia đình mình mà thí dụ làm heo đi là phần nhiều là con phá gia chi tử vào nhà. Còn nếu không thì cũng là ung thư hoặc bệnh này bệnh kia, nó nặng dữ lắm. Rồi bắt đầu là nó tiêu sạch tiền, tiền mất tật mang. Nên mỗi một con người chúng ta khi mà mình nghe đạo rồi, những cái nghề mà tạo nghiệp là mình tránh. Giống như những cái nghề mà cho dai ăn lờ đồ này kia nữa, những cái nghề này mình cũng tránh phức cho rồi. Nó, hoặc là mình chơi hụi rồi thôi mình dẹp khỏi chơi luôn. Nhiều cô đây chơi hụi dữ lắm. Nó ngộ lắm, nó như nó lừa banh vậy quý vị. Nó cứ lừa tới lừa lui cho mình, ban đầu có được chút đỉnh. Rồi bắt đầu là mình thấy được lờ, mình tăng thêm. Nhưng mà cuối cùng nó gơ một phát không còn cắt. Nó cũng là dùng cái phương pháp nó lừa mình. Nó gạt mình, nó lừa mình, nó dụ dụ từ từ mình. Giống như mình cho mượn tiền lờ, ban đầu nó trả lờ rồi cũng ngon, thấy cũng được quá, có tiền lờ xài mà còn vốn. Vậy đó mình thấy được quá, mình gom cả vốn mình đưa từ từ tới đủ duyên nó quất phát, rồi cả vốn liếng gì nó quất không còn cắt hả. Lúc đó là méo miệng rồi khóc. Nó lạ lắm. Những cái việc này là nó không có tồn tại, không tồn tại. Đặc biệt nhất là mình làm ăn, mình kiếm tiền, rồi tiền mình xài chắc ăn. Tiền mà đem đưa cho người khác là không chắc ăn chút nào. Và tự tin không thì giảng nói rằng là tiền trong tay mình là tiền của mình. Tiền ở ngân hàng cũng chưa chắc tiền của mình. Tại vì cuộc đời này nó vô thường quá, quá vô thường, hiểu không? Bất chợt, có những người ta giàu vô cùng giàu, người ta ngủ đêm sáng chết queo. Của cải vật chất gì nó dính sạch nhách chứ không ai lấy ra được. Nên từ nơi đó mà mình nói rằng là cái cõi này là cõi vô thường mà. Nên mỗi một con người chúng ta quý vị mới biết rằng cái quả báo mà sát sanh đáng sợ lắm. Nó rất là đáng sợ. Nó thể chiêu cảm theo mình để chờ cơ hội. Đó là gọi là súc sanh đó. Còn nếu nói về mà cái phá thai, việc này còn đáng sợ hơn nữa. Tại vì con khi con người mà người ta nhập thai, người ta sanh ra được làm người, mà cái chủng tử làm người đó thì cái tâm thức nó mạnh. Mà đã là cái tâm thức nó mạnh thì sự báo thù nó cũng cực kỳ mạnh. Ví dụ như một cái con vật súc sanh thì nó vướng nó ghét, mà nó còn có sự báo thù mạnh như vậy.
Không chi là một con người sự báo thù cỡ nào. Mình bây giờ điển hình như bản thân mình thôi. Ai mà chỉ cần xúc phạm mình thôi là mình đó, mình không biết tu là mình muốn giết người đó luôn đó. Chuyện gì hết trơn, xúc phạm mình, chửi mình hoặc làm nhục mình thôi là bản thân mình đó tức tối vô cùng, thấy không? Nó còn ai mà chỉ cần mà động đến tay chân mình một chạy chùa một cái là mình tức tối mình quýnh ra liền, không? Không chi mà người ta giết mình thì cái sự báo thù cỡ nào. Nó nên câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư Nhà Đức cứ kể suốt, thấy chưa? Nó giết làm một mạng người mà theo suốt mười đời, theo suốt để chờ cơ hội để báo thù. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta mà ở cái cõi đời này mà mấy vị biết rằng là mang cái nghiệp phá thai, mà đa phần có gia đình thì mà đẻ suốt thì không nuôi nổi, đẻ suốt thì nuôi không nổi, nên chặn lại, mà chặn không được thì nó chui ra, chặn không được thì nó xuất hiện, mà xuất hiện thì đem nó đi phá thai. Nên bây giờ cái thời cuộc bây giờ mà nói rằng là một hai đứa con nó nuôi quá trời khổ. Ngày xưa ta nuôi được mười mấy đứa con, mà cái thời đó ta nghèo mà ta nuôi được. Nhưng mà cái thời cuộc bây giờ chừng hai ba đứa là nuôi chăn hai phai cũ chứ không giỡn đâu. Phật giá cái gì nó cũng mắc, cái gì nó cũng cao. Kiếm tiền thì ít nhưng mà tốn tiền thì nhiều. Nên từ nơi đó mà nuôi con vất vả. Nên đa phần có gia đình là cái nghiệp trước của mình sanh đến cái cuộc đời là phải mang cái nghiệp đi giết con. Còn không giết được thì cũng chặn tối ngày, mà chặn giết rồi sanh sao vàng giọt hết luôn. Uống thuốc phá thai ngừa thai giết, uống thuốc ngừa thai giết người đàn bà xấu. Mặt mày mình te tua tả tơ, nóng mà phá hoại bên trong. Từ nơi đó mà xấu xí, sắc diện nó sạm hết luôn, chứ không có giỡn đâu nha quý vị. Cái thuốc phá thai đó đáng sợ lắm chứ không có giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà con người nó sẽ bị già đi dữ lắm. Nên tại sao mà cái thí dụ như những cô mà đi vô chùa mình tu càng ngày họ càng trẻ, tại họ đâu có uống thuốc ngừa thai. Thấy không? Có làm gì đâu uống thuốc ngừa thai. Còn mình thì mình uống thuốc ngừa thai, mình không ngừa thì nó có bầu. Từ nó đó mà bây giờ mình phải ngừa hoài vậy đó, sợ đẻ ngừa hoài. Có nhiều người ta ngừa 5, 7 năm, mười mấy năm ta ngừa hoài, uống thuốc đó hoài luôn. Thế không quý vị thấy cái sự tác hại kinh khủng không? Rồi từ cái đó mà thành bệnh hoạn, ung thư, bệnh này, bệnh kia, đủ chuyện. Thuốc nó chất kích thích, nó ngăn chặn, nó không phải đơn giản. Phá hoại bên trong ghê lắm, thấy không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng mình ở cái cõi này là cái cõi tạo nghiệp nè. Cõi này là cái cõi tạo nghiệp nè. Dễ sát sanh, dễ phá thai, dễ tạo nghiệp từ khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp. Nó rất dễ tạo nghiệp. Nên từ nơi đó mà mình vô trong cái chỗ đông người gì này, cái tác động nó cũng dễ tạo nghiệp cho mình. Từ cái chỗ mà vô trong cái chánh điện ngồi thôi, mà điện thoại ai reo thôi là cái đó bao nhiêu con người tạo nghiệp mình. Ví dụ như ông thầy không đang giảng pháp, điện thoại reo lên cái xung quanh cái tâm ý của mình. Thầy giảng mà điện thoại reo, reo. Trong tâm ý nó phát ra cái tâm đó liền tạo nghiệp từ tâm nghiệp. Giỡn chưa? Hoặc là bây giờ cái bà nào ngồi phía trước ngủ gục, nó thầy giảng mà ngủ gục. Nó là tâm nghiệp, nó tạo nghiệp rồi đó. Nó rất dễ. Cái nhân tố để mình tạo nghiệp dễ lắm. Nên thôi mình ngồi nghe giảng mà cứ nhìn thẳng ai nhận đức được, cũng quan sát ai. Quan sát gì cho nó mệt để dễ tạo nghiệp, đúng không? Ngồi đông gì, có nhiều bà nãy ăn cơm chưa tiêu hóa. Nói vậy là hiểu rồi. Cái trong lòng của mình cứ giáo giác, nó nghĩ không biết bà nào mà vô duyên. Nó đâu là ý niệm nó tạo nghiệp, thấy chưa? Nó rất dễ tạo nghiệp chứ không giỡn đâu. Rồi mình xuống mình lấy cơm thôi nội mà chen chen vô xô xô vô. Nó có nhiều bà bà giữ quá, nói mấy bà làm mì xô vậy, từ từ chút cũng có cơm hộp làm mì xô tôi giữ, thấy không? Nó có khi mà cự nhau có chuyện nó xảy ra, thấy không? Nó rồi có khi đi vô trong cái phòng ở mười mấy người, hai chục người nằm trong đó, mình muốn ngủ cái bà nói chuyện, mình bực bội trong tâm mình lên một chút mình la im đi mấy bà ơi, giờ ngủ là ngủ đi, thầy đã giảng rồi, giờ chỉ tịnh để cho ta ngủ nghe một chút, nghe pháp nữa, giờ này nói chuyện hoài. Bà kia bà nói ủa miệng tôi nói mà tôi nói miệng bà sao mà bà cự tôi, thấy chưa, có chuyện nữa đó quý vị, thấy không? Nên mới nói là một ngày một đêm ở cõi này tu bằng 100 năm mới tới giới cực lạc, mà ngày đêm nào, ngày đêm này nè,
đây nè. Nó nên hồi sáng có bài chia sẻ mà nghiệp lực tiêu từ đâu, đây nè, tập trung được cái số lượng người thiệt là đông gì về để mà tiêu nghiệp nè, cho nhau nè. Mà mình mà không khéo để tiêu nghiệp thì mình tăng nghiệp à, mình không khéo tiêu nghiệp thì tăng nghiệp, gán chịu. Gặp nhau ở đây gọi là quan gia thù nghiệp gặp nè, lúc này nè. Nhà mình có 2-3 người thì chả có 2-3 người đó thôi, nhưng mà đến ở cái nơi đông người gì là chả đông người nè. Đó, quý vị khéo chả hay không, nó khéo chả hay không, 3-4 ngày này ở đây nè, chả là cấp kỳ, giống như gom lại rồi, nó giống như là kết luận á, gom lại. Lúc này là lúc nè, mình phải chủ động nha. Vô phòng ai nói chuyện mình nói u tớ kìa, à, tớ rồi đó. Lúc đó bắt đầu là mình hiểu không, cái cách giải nghiệp của mình là mình hiểu chủ động, biết không, là mình nói trong bụng ai vậy đó, ai vậy đó, ai vậy đó. Nghĩ rằng là không ngủ được đi, đừng có nghĩ rằng là cố gắng ngủ, là nghĩ ngủ không được, nghĩ là ngủ không được đi trải nghiệm đi, nó để cái tâm mình nó khỏi khó chịu. Còn nếu như mình nói là gán ngủ, nó nói kệ mà nó gán ngủ, nó càng nói ngộ đó. Mình muốn ngủ thì tự văng vẳng bên tai nó cứ nói hoài, mà nhất là nó, mà mình muốn nghe là nó nhỏ nhất mình cũng nghe nữa, mình muốn nghe mình nghe thế coi im chưa không biết nữa, mà cứ nghe bên lỗ tai mình nói hoài vậy đó. Đó, một chút là bồ đề gai nổi lên, bừng lên bừng lên, la lên. Nó gọi là nghiệp không tiêu mà nghiệp nó tăng, thấy không, mà cẩn thận ha. Đó, rồi vô cái chỗ đông người mà ngồi gì nè, nọ nọ mà cái chỗ ngồi thôi không khéo cũng có tạo nghiệp, hiểu không. Thật sự ví dụ như mình ngồi trên gì mình cơ mình nghe thì mình trực tiếp nó dễ, phải không, nhưng ngồi ở xa thiệt xa thì phải cố gắng lắm, không giỡn đâu. Còn những người ta ngồi ngoài sân nữa là cao thủ võ lâm, ngồi tuốt ngoài sân ngoài nhìn đâu thấy giáo giác, không thấy ai, nghe cái tiếng nói không, hiểu không. Nó gọi là nghe mà không thấy người. Nên cái người mà ngồi tuốt ở ngoài sân là thiện căn nổi dậy. Quý vị công nhận không? Cái thiện căn họ quá dày nên họ ngồi tuốt ngoài sân ngoài mà họ vẫn ngồi được, bị hanh nắng nữa chứ. Cái gì nó cũng có cái giá hết chứ quý vị. Còn mình yếu thôi, mình vô trong đây ngồi phức rồi đi cho nó chắc. Nên nó yếu không dám gà gió, yếu gà gió bị sốt sao. Từ nơi đó người ta mạnh, nó ngồi quá xa nghe được luôn, ngồi nghiêm túc luôn, nghe đặc biệt luôn, thấy không. Đó là mỗi một người có cái thiện duyên khác nhau quý vị. Nên ở cái cõi này nó đa dạng cho chúng ta tạo nghiệp, dễ tạo nghiệp dữ lắm. Giống như mình tu được chút chút, mình gom là được một chút mà phá vỡ một phát một sạch dễ lắm á. Nghe nó như hồi sáng như Đức nói mà, nhà vệ sinh rồi bị vô tạo nghiệp đó, không khéo vô đó tạo nghiệp. Bị gì? Gõ cửa, gõ rầm rầm giống á, nó nhắc hoài cái chỗ này nguy hiểm lắm nè, dép thấy chưa, lộn dép mới, dép cũ không lộn, lộn dép mới, mang đôi dép. Nghe nói đi chùa lễ Quan Âm Bồ Tát 4 ngày, hôm kia mới ra chợ mua đôi dép mới mang. Chứ quê đồ á, người ta không biết, lâu lâu đi chùa một lần, đi xa mua ưa để mua đồ mới, dép mới rồi còn văn mà đi chuyên nghiệp là mang dép cùi không. Văn đi chùa chuyên nghiệp là mang dép cùi không. Lựa mấy đôi dép gách mai là mang chơi. Tại có lộn cũng không sao, mình yếu quá nên lộn, mà dép mới là mình bực bội, dép mới mang mà lộn. Nó vậy đó mà tung tăng đi ra chợ mua đôi dép, lựa đôi dép mới mới mà mua đem về. Vậy mà đi chùa lộn đôi dép mới, bỏ đôi dép cũ. Ngộ vậy đó, lộn là lộn dép mới không à. Nó thấy chưa, thấy không, sân si nổi máu lên liền. Bắt đầu là đi tu về nhà đồn, đi chùa đôi dép mới mua, dép xịn đi ghê. Mua đôi dép bình thường thôi mà mắc là mắc đôi dép xịn. Giống như cầm câu mà dính cá thì cá có ngón tay, mà vuột cá thì bằng cụm chân. Cá vuột là cá bằng cụm chân. Giống như chồng cứ thì chồng xấu, mà bồ chia tay thì đẹp dữ lắm. Xưa thằng bồ yêu tôi đẹp trai chứ sợ luôn.
Nói thằng chồng, chồng tức máu lên, nói ủa đẹp trai sao mày lấy tao xấu quá gì. Hiểu chưa? Nó, đó, người mình nó ưa kỳ cục vậy đó à. Cái gì mà mắc cái là cái đó là dữ lắm, thấy không? Ruột đồ là dữ lắm. Còn còn giống như ăn chợp, ăn cắp tiền, không mắc nhiều chứ nó mắc quá trời tiền bạc, nổ mà. Thì biết rằng cái cõi này của chúng ta khổ cũng do mình nổ mà ra. Nổ quý vị, nó nhà mà nghèo mà mới lên chút xíu xíu thôi, mua được chiếc xe Honda chạy mà mặt nghinh nghinh, cuối cùng quay lại đụng vô cột đèn. Kiếm chạy á, chạy mặt kinh kinh, mặt kinh chạy xe Honda mặt kinh, cái ngực ệt phía trước, cái cổ đưa phía sau, mà chạy mà nhìn hai bên đường để coi có ai nhìn mình không á. Ờ chạy xe mà sợ sạo, chạy xe mà kiểu mà nhìn hai bên đường, hai bên nhìn có ai nhìn mình không, thấy nghĩ là xe mới mua, chứ nhiều người chết lử nhìn á, cái chạy cái nhìn hai bên đường, cuối cùng quay lại cây cột đèn kế bên. Hồi xưa dưới quê vậy đó, có ông đó cũng sạo vậy đó, mới mua xe Honda 50 thôi mà sạo dữ lắm, chạy mà cuối cùng nhìn hai bên đường, cuối cùng lủi xong vớt xong cái chung. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là ở cái cõi đời này mà nổ mà khổ, nổ á là khổ, chứ bây giờ nó nghĩ quý vị nó. Nên á, mình nổ ví dụ như mình tu hành rồi mình nổ bùm bùm rồi lên cho người ta đi tu rồi còn ngon, còn cái nổ mà khoe của là khổ nghe quý vị nó. Mà khi nó nổ rồi á, mà rồi là bắt đầu là khi mà là làm ăn cái gì mà suy sụp cũng giấu nữa, thiếu nợ cũng giấu nữa, ra dễ giàu. Rồi có khi mà gia đình giàu mà vợ chồng không hạnh phúc, bước ra thì làm bộ nắm tay chồng đi vậy đó, mà vừa vô nhà đóng cửa lên cái là nó xô cái tay ra muốn quýnh vậy. Mà bước ra thì giống như hai chồng hạnh phúc lắm, đi rồi ôm chồng rồi thấy như hạnh phúc lắm à, cũng giấu nữa nghe. Nên từ nơi đó mà cái cõi này nó rất nhiều cái khổ, nó đeo mang mình dữ lắm quý vị ơi à, rất nhiều cái khổ. Giống như bây giờ đẹp, như những đức bây giờ thí dụ như tu hành từ từ sáng sủa đi, từ xấu xí tu từ từ nó sáng sủa lên đúng không, rồi từ sáng sủa lên từ từ nó xấu xí lại, chứ làm sao theo cái quy luật của nó tự nhiên, nó từ từ nó lên rồi thì nó phải xuống lại. Nó thí dụ như bây giờ nó coi được thì mai mốt tự nhiên ngủ một đêm cái tự nhiên sáng mai cái tự nhiên như tật nguyền đó, tai biến á. Chủ nhật quý vị đến á, tự nhiên đến cái tự nhiên chủ nhật bước ra đi kính chào quý Phật tử, đúng không? Đêm hôm thầy ngủ một đêm sao giật môi của thầy méo, hiểu không? Mình nếu mà mình ra được á là tự nhiên đó là mình cũng công phu được chút, nếu không mình chốt nói là thông báo với quý Phật tử mỗi tuần chủ nhật cứ đến tu bình thường, thầy lúc này đang nhập thất. Người tu mình là ưa dựa vào chỗ này lắm nha, bị cái gì hay buồn cái gì hay tu không được hay tính cái gì công chuyện lu bu quá đó là nhập thất. Nói thầy nhập thất chừng nào ra, nói chưa biết. Thầy bây giờ muốn vãng sanh dữ lắm nên nhập thất kinh khủng lắm, nửa tháng xong là chưa gì hết là ông nhập thêm nửa tháng nữa. Nó ưa cái vụ đó đó quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta tu ở trong cái cuộc đời này á, mình phải tính trước cái chuyện nó thịnh thì nó suy, nó được thì nó mắc. Mình tính trước cái sự việc gì gọi là chủ lực tư tưởng của mình là nó trước nhất là mình phải là có một cái nhận thức trước, chứ nếu không nó vứt mình một phát rất đại. Thí dụ như về chồng mình, nó rất là thương yêu mình, nó thương mình quá trời thương mình luôn. Nhưng mà mình tính trước cái chuyện nếu như một ngày nào chồng mình nó bỏ mình rồi sao, mà mình không có nói với nó gì, chân trong tâm mình là người biết tu đạo, mình nói một ngày nào bất chợt chồng mình nó không thương mình nữa mà nó bỏ mình rồi mình phải làm sao, mình tính trước những sự việc gì đó để làm chi, lỡ nó bỏ mình thiệt thì sao. Từ nơi đó khi nó bỏ mình thiệt nó ưu tính rồi mà mình vẽ con đường trước chứ bỏ mình thì mình sẽ nuôi hai đứa con, mình nuôi đứa này nè, nhỏ này nó được, nó có duyên với mình. Hai đứa con mà đứa này nó có duyên với cha nó nè, đứa này nó có duyên với mẹ nè, mình chọn đứa này mình nuôi nè.
Rồi mỗi ngày mình đi chùa làm sao, làm cái gì, tính trước sự việc của nó đi, lỡ nó bỏ cái nè, tôi tính rồi, tính trơn rồi, đúng không? Nó mình phải có cái tâm vậy đó, mình không có nghĩ cái việc nó nặng nề, nhưng mà trước nhất mình nghĩ vậy đó. Giống như ngày xưa những đức quản chúng ở trên Đà Lạt, ở trên xưa đang quản bình thường vậy đó, những đức luôn luôn những đức suy nghĩ, nếu một ngày nào nghĩ quản chúng thì sao? Cái những đức trả lời, nghĩ quản chúng thì mày lo tu khỏe quá. Quý vị biết rằng là tự nhiên đang quản chúng thì tự nhiên nghĩ quản chúng bất chợt luôn, không ai biết được luôn quý vị. À thì xuống khu chuyên tu tu liền, tại vì mình đã tính rồi quý vị, nó chủ động mình trước nhất tính như vậy đó. Trong cái cõi đời nó hụt hẳn lắm, trong cái giỡn đâu nghe, nó gọi là lên voi xuống chó, bất thường lắm, kỳ cục lắm, thấy không? Nó bây giờ thí dụ như giờ chúng ta nghe mình ào ào, người ta nghe vậy ta cũng quý đó, ngồi nghe đau chân mà cũng cười hú hí. Rồi á, trước giờ mà lên giảng người đồ lợi xí chỗ đồ trước đồ. À còn vậy đó, đời mình đừng nói ngon nghe, một ngày nào họ chở mặt với mình mà cái gì một cái đi, họ cầm guốc họ vượt, tại vì họ quý bao nhiêu thì họ chở mặt bao nhiêu. Cái cõi này ghê lắm, mà nhất là phái nữ, cái người nữ mà họ quý mình nhiều chừng nào là mình phải đáng sợ họ chừng nấy, tại vì mình mà lỡ một cái gì một cái là họ chở mặt 180 độ, họ vượt mình giết mình. Đúng không? Chứ không phải dở đâu, nói, ông thầy ông nói dữ quá, bây giờ ông vậy tôi mỗi đứa tôi quýnh ông cây cho ông chết. Ông không có giỡn đâu nghe. À, nên mình thôi cái gì cẩn thận, mình tính trước cái chuyện đó để mình có lối thoát. Nên quý vị biết rằng mình nghe đạo gì đó, cái tâm con người mình nó có một cái trực giác cao độ. Trong cái cõi này nó là như vậy mà. Giống như bây giờ nhiều người ta về chùa, tuy là chùa hòa thượng không mà, những đức người coi chùa thôi, hiểu không? Nuôi chúng thôi. Nhưng mà nhiều người nói thầy công nhận cho tu nhận chậu chùa chiền không bự quá chắc bự, về đồ sùm thầy này trẻ mà về chùa chiền không đông, lớn quá chắc. Nó giống như giống như về đây nghe giảng gì tưởng đâu, có những người tưởng là những đức là chủ trì chùa quý vị, có tiếng có miếng có thứ gì đúng không đó. Rồi mình cũng tự nhiên cái mặt mình nó bự lên, mặt bự lên nó chùa tao cái. Hiểu không? Nó gặp như dạ chào chú gì nữa. Hiểu không? Nó nên đó. Hoặc là mình ví dụ như mà ta gặp người ta kêu dạ ai với đoạn chào thầy. Gì vậy con? Ông Nhận Đức từ xưa giờ nó không có gì vậy. Không có kêu người ta bằng con được. Ngại. Ai bây giờ kêu ai bằng con nhé. Từ xưa giờ ai mà đến chùa có nghe như đức kêu ai bằng con, có kêu nít thì có, nít nó xíu xíu kêu nó bằng con thì được, chứ người ta mà lớn lớn một chút như đức chưa bao giờ như đức kêu ai bằng con, mà cũng chưa bao giờ xưng thầy với ai luôn. Ai kêu cái gì kêu kệ người ta. Có những người người ta gặp như đức thì kêu chào thầy nhỏ nhọn. Sau này có khi người ta đổi tên mình thích nhận nhọn. Thích nhận nhọn đúng không? Nhưng đức nói kêu thì cũng được mà sợ mấy bố nó nhọn thiệt, tại sao tướng do tâm sanh ấy, kêu nhọn hoài nhọn luôn. Nó, bây giờ mai mốt kêu thích nhận bằng. Hết nhọn rồi nó bằng lại. Nên là mình không mầm con người mình ấy, vậy sống trong cái cuộc đời này khi mình có danh chút mình phải hạ mình thường xuyên á. Mình hạ mình thường xuyên là một phương pháp hay để bản thân mình không bị cái danh cái ngã nó nổi lên nhiều quá. Con người khổ đau nhất là cái danh cái ngã của người mình nó lớn quá. Vì nhớ nghe, mà nhiều người bị vậy mà. Nên vì để ý đi, những đức không bao giờ mà chịu cái chuyện mà những đức mà đi qua chia sẻ Phật pháp đồ mà mày dài ba chú chạy theo chạy dù không có nghe. Việc này như đức không bao giờ làm luôn quý vị. Đi lũi 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 vậy đó. Khi mà ta đứng cứng người cho những đức đi ngang đây, chị cho em qua coi chị. Có nhiều bà mới nói cho chỏ cái gì cho qua ai rồi. Quay qua ủa thầy. Đúng không?
Tại vì mình sau lưng mình kêu chị cho em qua chị, nó cho ra cho chỏ vô. Nó thôi mà chị cho em qua cái đi mà chị khô quá. Nó nói gì quay qua. Ôi, chào thầy. Hiểu không? Tại vì mình lủi đi với một lùng quá quý vị. Lùng quá. Nhiều cô mà mình ta đứng mà mình đi ngang, mình đi vô người ta không thấy mình. Lùng quá lùng. Còn mà đứng cao quá, mà đứng ngang cái ngang cổ quá thôi, mình đứng mình nhìn lên nó chị cho em luôn. Đúng không? Nên con người mình mà tu hành mà quý vị biết rằng mình có một chút danh thì con người mình phải hạ danh. Hạ trước vẫn là tốt. Để mai mốt người ta hạ mình nó càng khổ đau ác đạn hơn. Thấy không? Nên ví dụ như một số người mà người ta mà giảng pháp được cái người ta làm cái hình tướng người ta như đứa không dám làm theo quý vị. Như thí dụ như những đức ngày xưa cũng ngưỡng mộ Hòa Thượng không lắm nha. Ngày giảng mà ngày ngoài ngày đi vô người ta chấp tay rồi thì ghê lắm quý vị ơi. Mà mình không bao giờ mình dám làm cái chuyện đó. Vì sao? Vì các ngài là các vị tôn túc, các vị mà gọi là tám loại gió được mắt khen chê vinh nhục khổ vui không lay động được rồi. Người ta làm được. Còn mình mà ai mà khen mình cái là mình nở cái mặt mình ra, nở lỗ mũi bự và ba. Quý vị thấy lỗ mũi như đức càng ngày càng bự vậy thôi. Ừ, tại vì người ta khen lỗ mũi nó bự lên quý vị. Nên từ từ mình biết mình yếu không dám ra gió. Hiểu không? Đó nên mình lủi mình đi. Nó hay. Nó cứ mà duy trì gì hoài luôn, sau này cái tác dụng phụ đến với mình nó đỡ lắm. Nó đỡ vì chuyện này chuyện kia. Với những đức thường giả bệnh, giả tai biến, giả méo miệng được hoài à. Tại vì cái cõi này mình đã nhìn rõ ràng rồi. Nhiều người ta tu nhiều chục năm mà tới tuổi già người ta vẫn bị bệnh này bệnh kia mà. Tại sao mình không làm những điều đó trước đi? Lỡ sau này thiệt thì mình bước ra người ta không có kinh ngạc quá. Tại vì tu hành thì tu hành, người đại tu hành không mê trong nhân quả. Chứ đâu phải không chịu nhân quả. Quả báo cõi đời là phải chịu. Nhưng không mê có nghĩa là không phù phiền. Hiểu không? Mình bây giờ tất cả chúng ta là người tu hành đi, tin sâu nhân quả. Thì quả báo gì đến với mình cũng không buồn. Gọi là người thật sự tu hành, không mê trong nhân quả. Nhớ đó nghe. Đó. Chứ không phải là gọi là mình sống trong cái cuộc đời này mà mình cứ phơ phớ hoài đâu. Nhìn bây giờ thí dụ như mình trắng trẻo, nhìn coi được đi, sáng sủa đi. Nhưng mà từ từ nó càng ngày càng già mà. Bắt đầu chỗ đầu mòi. Nó xanh ra biến chất cơ thể. Từ từ. Nó chứ đâu có giỡn đâu, ngày qua ngày. Như ngày xưa mà gọi là những đức biết một vị thầy này. Ông hảo tướng, ông đẹp quá trời. Nhưng mà bây giờ càng ngày ông càng già xấu lại chứ. Mình nhìn từ ông tự nhiên mình nhìn nhận lại mình liền. Cái gì nó cũng có một thờ, nên những đức nó nắm cái thờ mình cố gắng nỗ lực mình làm nó, nên những đức làm vượt trội luôn rồi đó. Những đức làm là thí dụ như người ta làm 1 năm những đức làm 4 năm, nó cái giống như người ta làm 4 năm những đức làm 1 năm là bằng 4 năm. Nó giống như một lần lễ của ông ta lễ 1 lần, những đức chơi 4 lần. Nắm bắt cơ hội làm cho tới luôn. Với một nữa, mình là thiên thời địa lợi nhân hòa nên mình làm tới luôn đi quý vị. Bây giờ chứ nếu như mà có một chùa mà tổ chức 4 lần nó không thì bị cái gì chợ. Một chùa mà lễ 4 ngày. Còn bây giờ nó 3-4 chùa nên mình làm người ta nói đúng rồi. Tại vì 3-4 chùa nên là chùa lễ ngày thì cũng có được. Người ta qua chùa này, người ta qua chùa kia, thấy nó cũng đi vòng vòng chùa được, cũng thấy vui. Còn bây giờ mình một chùa mình tổ chức 1 lần thôi, còn may mắn thay có 3-4 chùa. Mà chùa của ai? Chùa của Hòa Thượng. Cái chùa mình nữa chứ, hiểu không? Nó trước nhất là giống như mình được sử dụng. Được sử dụng quý vị, mà chưa có sở hữu nhưng được sử dụng. Đó là những điều mà Như Đức muốn chia sẻ với quý vị nghe rằng, trong cái cuộc đời của chúng ta mà được cái cơ hội tu phước duyên là cái việc cực kỳ khó. Mà khó mà gặp được như vậy là phước duyên dữ lắm. Nó mà hội tụ cái duyên để cho mình gặp cơ hội này. Nên ví dụ như 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đây là một chuyện rất khó làm, chứ không phải dễ làm đâu. Một cái tổ chức nếu mà không biết sắp xếp là cũng không có làm được. Làm không được. Nên từ nơi đó mà mình rất là thiên thời địa lợi nhân hòa, nên phù hợp tiện lợi cho mình làm. Nên được cái duyên này quý vị về đây mà tu hành, quý vị cố gắng đi. Nếu như mà cái tịnh nghiệp chúng ta tạo mạnh thì tất cả những cái tạp nghiệp tự nó mắc à. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp mà Đức Phật nói rằng nó không có thể tướng. Nó đã không có thể tướng thì bây giờ mình phải gầy dựng cái tịnh nghiệp cho nó mạnh. Để mà đời này của mình về cực lạc đi thì mới giải quyết được vấn đề sanh tử.
Còn nếu như đời này mà mình trôi lăn tiếp tục thì không biết chừng nào mình có cơ hội thăng người nữa đâu. Khó lắm mấy vị à. Thí dụ như đời này mình tu hành được có phước, đời sau có thăng người. Ấn Tổ ngày nói đời thứ ba đi đọa lạc. Đời thứ ba đọa lạc. Nên mỗi một con người chúng ta đời này phải nỗ lực tu hành. Như bây giờ mình ở ngoài đời mình thấy có nhiều người giàu, người ta chết bất đắc kỳ tử, có cầm theo được gì đâu. Nhưng mà tạo cái cầm theo được nên nỗ lực tạo đi quý vị. Nên những đức nói với tất cả những vị trưởng đoàn, những người mà có nhân duyên dẫn dắt người đi tu thù thắng lắm. Chính bản thân cuộc đời của những đức là thay đổi được số mệnh cuộc đời mình là từ ngay gặp Phật pháp này. Trời ơi, những đức nói rằng một con người hư hỏng thế ghê, nhậu nhẹt té hư hứ, chó gặp trời mất dép, chứ đừng có nói ngự chó mà gặp còn sợ. Vì biết những đức ngày xưa nhậu dữ lắm, nhậu dữ lắm luôn, mà mỏ nhọn mà nhậu dữ lắm, nhậu kinh khủng, nhậu xong uống mà là uống ly rượu uống vô khèo 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 thiệt ghê, mà ở dơ, nhậu ở dơ lắm quý vị, nhậu xong cũng đúng miếng khèo khèo sau lưng thấy gớm, rồi xong xỉn say bắt ói, ói xong cái nằm nghe đống ói quậy chủng 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 trong đống ói ghê quá. Sao có cô kia chạy theo nó, thầy cho con nắm tay ghê không. Nên bây giờ vì thay đổi cái số mệnh cuộc đời thì ghê. Ngày xưa nhậu mà nằm trong đống ói lăn 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 trong đó thì ghê không, mình mày dơ dữ lắm, chó nó thấy nó tưởng đâu là cái thứ gì không phải con người, nó sợ quá nó chạy, nó đứng từ xa nó sủa, mình vừa đứng lên cái chó giỏng đuôi chạy, kinh khủng không đó. Một con người như vậy mà gặp Phật pháp còn thay đổi được số mệnh con người này. Quý vị thấy Phật pháp là báu vật đúng không? 100% Phật pháp là báu vật vô giá. Nhưng cái báu vật này mình phải là đủ duyên mình cầm được để sử dụng thì nó lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nếu như mà đem cái báu vật này để bỏ vào cái túi áo mà cắt mà không dùng thì quý vị cũng là kẻ cùng tử. Nên gặp tịnh độ, pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật này là một cái pháp môn báu vật vô giá, báu vật như ý nè. Nếu như mà gặp mà biết sử dụng là quý vị sanh phước duyên lớn, cực kỳ lớn luôn. Nên cái duyên của cuộc đời chúng ta mà gặp nhau ở cái cõi này, mà bây giờ mình tu, mình rủ người cùng tu, bởi vì dẫn dắt người đi tu nó kết hợp thành một cái hội chúng gì thì do nhiều đôi tay con người kết hợp, chứ đâu phải một mình hòa thượng, một mình những đức hay một mình thầy nào trong chùa này đâu, mà là do bao nhiêu con người kết hợp để một được cái nhân duyên đặc biệt này. Thí dụ như giờ ngôi chùa này nó mọc lên cũng là thập phương bá tính khắp nơi cúng dường, nó mọc lên một ngôi chùa này gọi là chùa thập phương bá tính, nhưng phải có một người làm chủ trì để giải quyết vấn đề, nó là như vậy. Nhưng thật sự là thập phương bá tính cúng dường, nên ai cũng có quyền ngồi trong được ở cái ngôi chùa này để nương tựa ngôi tam bảo. Thì mới nói là chùa là tổ ấm ta về. Quý vị công nhận mình về đây là tổ ấm mà. Đâu phải gọi là quý vị đi đến chùa này mà quý vị mà thấy giàu thì có phòng tiếp khách riêng, còn nghèo thì phòng tiếp khách riêng, còn mạc thì đứng ngoài đường. Đâu có, hiểu chưa? Ai đến đây cũng là một cái hộp cơm thì là một hộp cơm thôi. Riêng chùa chúng ta là đặc biệt, quý vị là đây vì thấy rõ ràng không có cái chuyện ngồi tiếp khách riêng. Không có. Những đức mà tiếp khách riêng nữa chẳng khỏi giảng luôn. Tiếp khách là không có giảng pháp được nha quý vị. Tiếp gọi là không có giảng được đâu. Vì mình nói hết trơn rồi. Mình nói chút mình hết năng lượng rồi. Nên tại sao mà lễ lọc những đức giống như là lên phòng đóng cửa cái rầm, không đi ra ngoài luôn mà. Vì sao? Vì những đức ngồi, những đức niệm Phật, những đức ngồi, những đức gọi là tư tưởng, những đức thoải mái dữ lắm ở trong phòng không mà. Rồi xuống là những đức giảng pháp ầm ầm vậy đó. Nếu mà những đức đi vòng vòng khơ khơ bên ngoài để mà gọi là có ai cúng dường không á là hết giảng. Tại vì thấy đông người, có nhiều người ta cũng muốn cúng dường, không thấy mình thì thôi. Nhưng mà mình đi lạng lạng một chút là có người cúng à. Nhưng mà thôi, tôi vì cái buổi giảng này nè, và vì cái chuyện tối nay lễ Quan Âm này mà tôi cố gắng đó. Xong rồi đi tính. Hiểu chưa? Nó, chứ bữa nay là tôi nói là mới có phạm có ngày bữa nay mà chưa xong buổi tối. Tôi thấy là tình hình này còn dài quá. Hiểu không? Tôi còn cố gắng, tôi phải duy trì ghê lắm. Nói vị đi đến đây, vị đang trong phòng như đứa ở sát bên mà như đứa có xuống đâu. Giỏi lắm, lâu lâu như đứa ra lan can, đứa nhìn kìa. Có nhiều cô đứng dưới thải. Chạy vô đóng cửa. Hiểu không? Không dưỡng sức quý vị, phải dưỡng sức. Phải dưỡng sức mới làm nổi chứ nếu không là rớt. Không giỡn đâu nghe. Thật sự mà nói cái chương trình mình đưa ra 4 ngày, nếu mà bây giờ mà mình rớt bất tử cũng thấy kỳ. Phải nỗ lực hết mình luôn.
Nó nên quý vị biết rằng như Đức tối ngày như Đức trong phòng được. Tại vì sao? Như Đức vui niệm Phật được, chứ như Đức trong phòng có buồn. Những Đức mà được trong phòng hoài Đức khoái lắm quý vị. Cứ niệm Phật là ra vậy đó. Nằm xong một chút ngồi, ngồi xong một chút đứng. Mà ngủ là như Đức trong phòng, không về như Đức ngủ đâu quý vị ơi. Phòng có ngủ, không có buồn ngủ. Ngồi đúng buổi trưa là ngủ một chút, rồi xong thức dậy là ngồi chơi mình vậy ta. Cứ lại ra niệm Phật vậy, không có ngủ, không có buồn ngủ gì chứ á. Nên từ nơi đó mà như Đức tỉnh veo à. Đó, nên nhờ vậy mà cái năng lượng như Đức lễ lọc nó tràn đầy. Chứ cái chuyện mà một ngày giảng 3-4 buổi đâu có đơn giản đâu, vì có thấy ai mà vậy đâu, ít lắm. Đó, nhưng mà vì về đây vì thấy như Đức làm được rõ ràng. Mà lên là nói chuyện vì nghe được nghe. Nói hoài. Biết đâu mà nói hoài với kỳ cục ghê. Nó có cái chú kêu lượm gặp như Đức nó thầy sao mà nói hoài thầy. Nó thì tôi nói hoài mới có người nghe. Chứ không nói ai nghe, thấy không? Mà nói nghe được nghe. Mà mỗi lần nói nó có cái lạ đó quý vị. Tại vì sao? Vì nó đâu có chuẩn bị sao nói giống. Ví dụ như mình chuẩn bị mình viết một bài giảng thì mình viết lại, mình phải viết bài khác, còn nếu không mình giảng bị thuộc nó giảng giống. Còn này như Đức mới thuộc bài. Nghĩa là như Đức chưa bao giờ suy nghĩ rằng như Đức qua nói với quý vị cái gì đâu. Cứ là cái đề tài như Đức ghi gì như Đức đọc lên là nói sao đó là nói. Nó tá lả âm binh, nó đại, nó càng, nó tứ tung. Đã là nói tá lả âm binh thì nó không trúng này trúng đầu kia. Nó không trúng bà này trúng bà nọ. Nói chung thì nó trúng bà này một chút, nói chung nó trúng bà kia một chút, chứ chúng nó trúng tùm lum nhiều bà. Nói công dạng phải không giảng đúng tôi thấy ghê trời. Tại vì mình chơi tá lão ở bên nên nó dính tá lão ở bên luôn. Nên nó bị biết rằng là những Đức giảng pháp khỏe lắm, những Đức khỏe rất là khỏe luôn. Những Đức muốn cần phải suy nghĩ tới cái giảng là cái gì đâu. Nó lên là Đức giảng ầm vậy đó. Nó, bây giờ cái chuyến chúng ta đi đến đây là cái quan trọng nhất của chúng ta phải suy nghĩ tới là gì. 2000 lại mới làm được, không nói vòng vo chứ. Cái này là cái kết luận thôi. Quyết định là 2000 lại, không nói. Nó lại hì hì, ào ào. Nó nói không, phải làm cho bằng được. Nhớ, lại 2000 lại xong con người nó tự tin dữ lắm. Nó cực kỳ tự tin luôn. Tại vì có khi mình nghĩ không có làm được mà mình làm được. Ví dụ như ai mà đi lần đầu tiên đến đây tao nghe chuyến này phát nguyện liền, ra Quan Âm Bồ Tát quỳ phát nguyện. Phát nguyện là con lại 2000 lại Quan Âm Bồ. Phát nguyện. Chứ đừng bao giờ nói rằng con lại được nhiêu con lại. Rớt liền, không nói vòng vo, rớt liền. Phải quyết tâm lại. Mà vô chương trình lại rồi là miết, không có nói vòng vo đi tiểu gì chứ. Đừng có nghĩ tới cái chuyện đi tiểu. Đi nghĩ đi tiểu nó đi tiểu. Giỡn đâu nghe. Chiều chiều con gái là bắt đầu chúng ta ăn cơm xong, bắt đầu là từ đó tới chiều là ít uống nước, không uống nhiều, đỡ đi tiểu. Chứ trời ơi, gặp sẽ sửa lại con Âm mấy bà chơi nguyên ca. Chơi ca nguyên ca nước đầy mà quỳ chứ con Âm nó, con Âm gia hộ con đừng đi tiểu nó cả. Con Âm nói mày uống ca nước mà kêu không đi tiểu. Giao nguyên ca nước mà kêu đừng đi tiểu, mày ngộ ghê luôn. Còn giái tao nữa. Hiểu không? Nên giống như giờ mình ăn cái cành hông mình không tiêu rồi mình đau bụng, mình Quan Âm gia hộ con đừng đau bụng. Quan Âm nói mày ăn cho cố, mày kêu bụng mày đau, mày kêu giác cái gì mà giác. Quý chi mày đói đồ này kia, mày gia hộ tao cho biến biến người lại đem đồ ăn đến cho mày ăn. Con này mày ăn cành hông mày ăn quá trời ăn, đã no rồi mày còn vớt thêm chén. Vớt chén xong mày còn nhìn miếng dưa hấu, mày vớt thêm miếng dưa hấu. Ăn miếng dưa hấu cho nhìn cái trái chuối, lụm trái chuối. Cuối cùng đau bụng mà cầu Quan Âm gia hộ đừng đau bụng. Cái này là ngoài cái chuyện gia hộ không có dính dáng gì. Hiểu không? Mình phải hiểu nha quý vị. Nó tự bản thân mình, nó tự mình điều chỉnh đi. Nếu gia hộ là gia hộ mấy cái việc khác kìa. Còn cái chuyện bản thân của mình làm mình chịu chứ. Không lẽ bây giờ mình ăn cho no Quan Âm để cho làm cho mình đói. Hiểu không? Ngài không có đi rảnh rỗi đâu đi làm mấy cái chuyện kỳ cục gì. Nó nên cái này là cái bản thân chúng ta tu hành phải hiểu được cái nguyên lý của nó, chứ đâu phải là mình mê tín tầm bậy tầm bạ. Nó ví dụ như bây giờ mình làm ác, mình sát sanh hại vật, mình giật chồng giật vợ người ta, mình hại bao nhiêu con người, xong mình quỳ chứ Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho con thoát nạn cái này đi, rồi con trả lễ cho ngài.
mình nguyện thoát nạn đi trả lễ chứ. Không lẽ bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm cần cái lễ đó để giúp cho cái kẻ ác này thoát nạn? Nó tầm bậy thế chứ. Nó vậy thì phải làm sao? Làm sao mới gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ? Thì bây giờ mình sửa đổi lỗi lầm, từ bi khoan dung mà tha thứ nên giúp cho mình, nhờ cái hạnh nguyện đó giúp cho mình để sửa đổi lỗi lầm. Khi mình sửa đổi lỗi lầm được rồi đi, thì cái chuyện mà mình trả nợ, mình khổ đau, mình vui trả, vì cái nguyên lý là chỉ mình để mà vui trả. Nên gọi là không mê trong nhân quả là gì? Mình đã tạo nhân gặt quả, mình không mê. Nên mình thông hiểu rồi cái nhân quả đó mình trả. Mình trả đó là cái nguyên lý gia hộ đó. Gia hộ cái pháp á. Gia hộ cái pháp á. Chứ giờ con mình nó tạo cái nghiệp, nó đi vô tù ngồi, mình quỳ chứng qua mình gia hộ cho nó ra khỏi tù. Nó đã gieo cái nhân tù tội thì bây giờ nó phải vô tù. Chỉ nó là chỉ cái pháp để mà mình vui trả trong tù. Chứ bây giờ nếu mày không trả trong tù này thì mày ở trong cái tù của địa ngục. Đó, thấy chưa? Cái tù này thì mấy chục năm, mà cái tù địa ngục thì vô lượng năm. Nên mày trả cái tù ở đây đi cho xong con. Nên gọi là không mê trong nhân quả là nguyên lý như vậy đó quý vị. Nó nên mình nó đến, tại sao mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình được cảm ứng là vì sao? Vì mình dùng cái tâm chân thành mình lễ lại mà cảm ứng. Giống như mình đem hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm để làm cái hạnh của mình. Bây giờ mình là phàm phu, mình làm cái hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm được không? Được chứ. Được. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm là vì chúng sanh. Bây giờ hòa thượng mình vì chúng sanh mà xây chùa là làm cái hạnh Quan Âm chứ gì? Phải không? Rõ ràng. Già vậy rồi, 82 tuổi rồi, đi lũi đi coi công trình. Đứng coi công trình xây dựng, xây vòng hộ niệm này kia. Thấy không? Đó là cái hạnh Quan Âm đó. Nhiệt tình hết mình, nó chịu khó chịu khổ đi vì chúng sanh là hạnh Quan Âm. Còn bây giờ quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ mình nhiệt tình, người thì nấu ăn, người thì đi sắp xếp, người thì giữ xe, làm đứng ngoài nắng, ngoài mưa, thí dụ, làm quá trời luôn là hạnh Quan Âm chứ gì? Đó, có khi mà mình lại Quan Âm quá trời luôn mà mình không biết cái hạnh Quan Âm đó là cái hạnh gì người ta. Còn mình đi về đây là mình lo tu học, mình ngồi mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình đừng có ngủ. Hiểu không? Mình nhiệt tình tại vì cái người ta ở ngoài nắng, ngoài người ta đang làm việc ngoài đó, người ta đang coi xe, người ta đi lau nhà, người ta đi sắp niệm, sắp chiếu. Như hồi sáng những quan lỡ nói là thầy ơi, bây giờ mền bây giờ thiếu quá, nói ờ để chạy đi mua thêm 1000 cái nữa đi. Không nghĩa là mua bao nhiêu cũng không đủ nổi, nhưng mà thôi mình cứ hết lòng để từ từ, chứ một lúc mà ào là không nổi. Để tối đêm nay khi mà mình chia bớt qua Đại Tùng Lâm ngủ vậy. Mà Đại Tùng Lâm nghe nó cũng kính luôn quý vị. Đại Tùng Lâm cũng kính luôn, cái nhà ăn Đại Tùng Lâm nghe nó cũng nhiều dữ lắm rồi. Thấy không? Thì tối hôm nay ví dụ như đây qua Đại Tùng Lâm nó cũng gần, mình cứ có đây có chỗ ngủ được, mình ngủ bình thường. Nó mà qua Đại Tùng Lâm vẫn còn chứ không phải không còn đâu, còn đó. Thì tối đêm nay là bắt đầu là những đứa qua bên Đại Tùng Lâm, những đứa ở bên rồi. Cái này những đứa ở đây, tối những đứa qua bên kia. Để sáng sớm á, sáng 4 giờ á, là chúng ta lên chánh điện Vạn Phật. Chánh điện Vạn Phật á, mình niệm Phật, mình chia sẻ một pháp buổi sáng. Nó có nghĩa là mình tu tớ mà, mình làm tớ luôn. Vậy đó. Đến đây là quý vị biết rằng là 4 ngày là tiếp bị 4 ngày nhiệt tình. Chỉ cần còn sức khỏe là tiếp tới bờ tới bến luôn. Không trốn đâu được cái sợ. Thấy không? Ngày 19 ngày mai xong rồi phải không? Xong buổi tối là lễ Quan Âm 19, xong buổi tối là bắt đầu là mình đi về vườn hộ pháp. Mình kéo cái đoàn quân này đi chứ cậu ra ngoài đường chứ quay phòng lẫm liệt đi về đâu mà thấy ghê quá. Xe 50 chỗ, xe con, xe mô lít gì nó chạy tá lả ở bên ngoài đường. Không mà nguyên cái vàng này mà chịu mà đi về hộ pháp, dám từ đây nó câu xe tới chùa hộ pháp nó chạy. Nó giỡn đâu, nó xa lắm mấy vị ô. Chạy dữ lắm. Lớp đi bộ nó có nhiều bảo đi bộ á. Nó nên từ nó đó mà lạng đi bộ ngoài đường luôn. Đi mà nhiều người ta kinh ngạc, tưởng nó là người nào mà đâu mà bận đồ lá lạ. Thấy áo chàng bận do phất phớ bay bay đi. Hiểu không? Nó vậy đó, vậy mà tối 19 là bắt đầu là người ta về hộ pháp á. Có khi mà bên đây kêu người ta ở đây, người ta không về bên hộ pháp. Ngộ vậy đó. Sáng là thấy mấy bà đầy hết trơn bên hộ pháp. Không mà ngộ mà giống như bên hộ pháp nó có một cái gì đó bị nó âm hưởng gì á. Lạ lắm. Nó mình đi vào bển mà nằm ở ngay cái cột cũng vui. Mà mũi của hộ pháp mấy bà nó cũng mũi dễ thương hơn mũi đây.
nó ngộ vậy đó. Chắc là bị qua bị bệnh hoài, mũi nó quen cái việc. Có mấy cô tối mấy cô nói trời gì đâu, mấy mũi nó cắn quá trời cắn thầy ơi. Bên hộ pháp nó đâu có cắn dữ dằn. Nó không, mũi đây nó mớ. Mũi mớ. Mũi đây nó chưa biết Phật tử nhiều. Chùa mớ mà, mũi cũng mớ. Mũi tu mới đây thôi. Hiểu không? Nên khi hút máu là hút tới bờ tới bến luôn. Còn mũi qua đồ pháp thì hút một chút mà, hút ít thôi, buông ra là mũi có tu. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là hoặc cái duyên ở bên đó là vậy. Nếu như Đức mà tổ chức mà 4 ngày bên đó luôn, Phật tử ai cũng phái lắm, thích lắm luôn ha. Nhưng mà mình phải phát triển. Phát triển ở đây sau này thành hộ pháp luôn quý vị. Điểm này sau này cũng đặc biệt. Nên người già sau này về đây ở đông dữ lắm. Mà rõ ràng cái khu này nó đặc biệt, nhưng mà có một cái là ít cây thôi. Đúng, ít có cây. Nhưng mà mai mốt thử nó mọc cây à, yên tâm. Hiểu không? Nó nên nhà nhiều nhưng mà cây thì sau này có cái vườn cây phía sau lưng này nè. Sau này vườn cây này vài năm sau thì nó bự, mà có khúc này thôi. Còn mấy kia thì chắc vậy rồi đó. Cái đường mới lớn trồng cây gì nữa giờ. Giỏi lắm, mấy cây bông giấy nhỏ nhỏ để dưới thôi. Nó như nhà nhà lầu không. Có buổi trưa hơi nắng một chút đúng không quý vị? Gió mát lắm đúng không? Gió đây quý vị biết là gió núi gió biển kết hợp. Nên quý vị ở đây là quý vị hưởng được gió núi mặn mà mạnh mẽ, gió biển cũng mặn mà mạnh mẽ. Nên vô đây mà một ngày hai ngày hết gió cũng ngon, khỏi cần ăn cơm cũng no. Hồi buổi tối nó thổi gió thổi mà khỏi cần máy lạnh mấy gì đâu quý vị. Gió thổi mát dữ lắm mà nó gió nó sạch lắm. Cảm giác ở đây nó cái không khí nó sạch ha. Còn bên hộ pháp đi nó ấm áp vậy đó mà không khí bên nó không sạch bằng đây đâu. Khu công nghiệp mới quý vị. Nhờ tu nó được vậy là cũng ngon lắm đó quý vị. Hồi xưa cái gì bây giờ nhà nước nói quý vị nghe nghe. Đúng là cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, nó vi diệu dữ lắm. Ngày xưa mà mới đi đến khu công nghiệp là cái dàn đi theo nhà nước là chạy trốn nhiều. Giọt. Quý vị sao? Khu công nghiệp cái mùi nó bay qua thì ghê lắm mấy vị ô. Cái mùi cá gì ngộ lắm. Nó bay qua nghe mùi cá ghê lắm. Nhiều người ta nói là ngửi với mà chết. Mấy người đi theo Đức có mấy người giọt chạy trốn mất tiêu. Nói không? Nhìn Đức thì bây giờ mình đi đâu giờ? Mù coi mù cút không có tiền bạc thì đi đâu? Bây giờ mình chỉ còn có cái liều mạng đi đâu? Nhờ vậy mà tu được. Nhưng Đức hơn người chỉ có cái như Đức không có tiền. Nên sau này Như Đức cấm vặn chùa không có ai có tiền. Tại Như Đức biết là không có tiền mới tu được quý vị. Nhưng mà không có tiền phải có người lo nghe. Thì bây giờ mình lo. Mình lo cho người ta. Mình đừng có cho họ có tiền cắt nào chứ. Thì họ tu ngon lắm. Chứ không có tiền không có mầm móng. Vì để ý đi, khi mình có tiền mình nằm nhà giàu giàu. Không biết tu thì nằm giàu giàu. Nhưng biết tu thì biết niệm Phật. Ngộ lắm. Mà có tiền bắt đầu nó muốn đi. Vì để ý đi, nhiều người mình là có tiền là nó muốn đi mua sắm. Mua này mua kia. Nên quý thầy, quý chú, quý cô trong chùa mình nghe. Tất cả quý thầy trong chùa mình mà tu được là nhờ không có tiền. Nên hàng Phật tử muốn hộ trì quý thầy trong chùa mình là không có cúng dường cho quý thầy. Để cho những đức xử thôi là được. Là thành công. Thành công liền đó. Chứ mấy người phụ nữ thì người ta ưa tội nghiệp. Người nam mà đi tu được thấy tội nghiệp quá. Ở ngoài đời thì thấy nam nó đi chơi đồ này kia đồ. Sao thấy quý thầy tội nghiệp quá. Cái đầu cạo chọc lóc. Thói ngày xung quanh chùa tội nghiệp quá. Thấy quý thầy hiền, nói chuyện đồ dễ thương, thấy tội nghiệp. Cũng vì tội nghiệp mà mấy bà hại mấy ông thầy đó. Tội nghiệp thì mấy bà mới cho tiền cúng dường. Rồi mấy bà dẫn đi chơi, đi giết còn nghỉ tu. Đi chơi giết nghỉ tu luôn à. Tu đi tu là nhờ trong chùa. Lâu ngày nó hưởng cái hương vị trong chùa nó mới tu luôn. Thì nó mới có cái pháp dạy quý vị. Còn nếu như đi chơi hoài như người ngoài đời đúng rồi. Hiểu chưa? Đi hoài là không có được. Nên từ đó người trong chùa mình từ hôm nay là nghỉ đi luôn. Hồi xưa mà lễ dưới quan âm xong là nhà Đức cho đi tắm biển nha. Thì thấy cũng tội nghiệp, thật sự thấy cũng tội nghiệp quý vị. Quanh năm suốt tháng cứ bắt ở trong chùa suốt. Cứ lụi cụi trong chùa không thấy tội nghiệp mấy thầy mấy chú, hiểu chưa? Thấy tội nghiệp nên cho đi tắm biển. Đi tắm biển nó làm gì được gì đâu. Mà đi ra ngoài tắm biển cũng không giống người ta. Vì sao người ta tắm biển thì ta bận đồ này quần nọ áo kia, người ta nhảy tắm nhầm rầm. Còn mấy người trong chùa bận áo lam tắm chú nó tuột quần tá lả. Tù lam mà nó dài. Thì tắm chút mấy ông quần mấy ông dưới thun nó không có buộc dắt á.
Có lần tắm xong ông chú kia ông tụ quần mất tiêu. Ta lên chân cứ ngồi dưới hoài. Cuối cùng một chú xuống hỏi, ôi sao mà tắm hoài lên đi về kia. Ông nói là kiếm cho tôi cái quần của chợ. Mất tiêu cái quần. Thấy chưa? Rồi bây giờ người ta ngoài đời thì thí dụ như người ta ra biển, người ta đá banh, người ta chơi, người ta cặp bồ đá banh đồ chơi cho nó vui, hiểu không? Còn giờ mấy ông thầy chùa ra đá banh người ta dị nghị, người ta nói này nói kia, mang tội thêm. Tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược, tính trên tính dưới, cuối cùng không được, ngon lành. Thôi nghỉ luôn. Từ hôm nay là lễ lọc xong là những đức cứ hợp anh em ba đạo tràng lại, ngồi ăn uống nói chuyện chơi, anh em vui vẻ bên nhau, ở trong chùa khỏi đi đâu. Hay quý vị, đừng có đi đâu hết chứ á, nghỉ cho đi luôn. Nó sống giống như lễ xong rồi đức gom tất cả mấy cô ba đạo tràng lại, những đức cho ngồi chung rồi nói câu chuyện đó, có đoạn phim quay với bà, xong bữa sau bắt cho bà coi, thấy hình ảnh mấy bà ngồi rồi tán thán cái công đức, cái nhân duyên phục vụ chúng sanh, mà người ta nhìn gương mặt mấy bà người ta phát tâm đi vô chùa tu, ý nghĩa hơn là cho đi, mà cho đi mà móng nha quý vị, cho đi xong rồi ra ngoài nhìn đồ. Phụ nữ kỳ cục vậy đó, ở chùa không biết gì chứ thì tu được, mà cho đi ra ngoài đi mua sắm là nhìn đồ, nhìn đồ xanh đồ đỏ đồ vàng, nhìn rồi cái tự nhiên cái ước ao kỳ cục cái gì, cái thấy đồ đẹp quá trời, xinh này kia, nó thấy chưa, mà không cho đi đâu không biết một cái gì thì tu được đó, đặc biệt ghê không đó. Bởi vì chùa mình nghe quý vị biết rằng là cái lo cho chúng chùa mình lo đầy đủ vậy lắm, lo đâu vào đó hết trơn, nên từ nơi đó mà quý vị hộ trì tam bảo chùa mình là gì, về chùa cúng dường thẳng thùng tam bảo cho hòa thượng xây chùa sao. Cái quy tắc của chùa mình tuyệt đối không có cái chuyện mà xin số điện thoại nha quý vị. Cái chuyện xin số điện thoại là không có. Nên người trong chùa mà xin số điện thoại là người này không phải người trong chùa mình. Nghe không? Chùa mình quý vị về đây là tuyệt đối các điểm đạo tràng luôn, là không có cái chuyện mà nói là có người tu đi xin tiền. Không có nghe. Quý vị mà cúng dường tiền là không phải người trong chùa mình. Mà nếu quý vị mà cúng dường như vậy là không đúng. Vì sao? Mới tạo ra cái mầm móng nhiều người đến làm như vậy, để ngôi chùa chúng ta nó khó sắp xếp. Nên là tất cả ai hỏi tiền bạc này kia chút đỉnh nó không có tiền chợ đi tu, mà tiền bạc đâu có chợ, hiểu không? Nói tiếng gì rồi xong đó, một chút ít gì mình thấy hòa thượng xây chùa chiền, mình nhìn cái công sức của hòa thượng xây chùa chiền, mình thấy cái tâm ổng 82 tuổi. Tôi nói 32 thôi. Nó nên xây chùa chiền vậy, mình thấy mình thương hòa thượng. Mình bắt chợt mình gặp hòa thượng, mình muốn tính cúng dường tam bảo, mình gặp hòa thượng mình chạy lên hòa thượng ơi, con thấy hòa thượng xây chùa chiền. Hòa thượng 80 mấy tuổi mà hòa thượng còn gì chúng sanh gì. Con không có nhiêu tiền đâu hòa thượng, con có 2000 con xin cúng dường hòa thượng. Thí dụ như 1-2 ngàn trong lòng mình đó, con có 2000 con xin cúng dường hòa thượng, có tiền ỷ hòa thượng ơi, đời con sanh ra đời khổ lắm hòa thượng ơi, hòa thượng phước báo hòa thượng lớn, xây chùa chiền được quá trời luôn, đất thì cò bay thẳng cánh quá trời luôn, thôi con xin cúng dường 2000 giống như đem một miếng nước của con có được đổ vô nước biển cảm ơn mong của hòa thượng, để mong cái phước báo của con nó lớn hòa thượng. Cái tâm mình như vậy thôi, quý vị nghĩ đi, trong lòng hòa thượng nó công nhận mấy đứa phật tử này nó ngoan thiệt, dù nó không có tiền nhưng mà lời nói của nó nói ra làm mình xúc động, nghe tự nhiên thấy xúc động quý vị. Đổ thêm bảo thì cũng được, nhưng bất chợt gặp hòa thượng chạy là cúng dường thượng, cúng dường hòa thượng ơi, hòa thượng có phước lớn, hòa thượng xây chùa quá trời, cúng dường hòa thượng xây thêm đi hòa thượng. Thấy không? Đó, tâm mình vậy chỉ cho quý vị, chứ những đức đâu có kêu đưa tiền những đức đâu, hiểu không? Những đức tin lắm quý vị, những đức nuôi chúng, những đức chưa bao giờ thiếu tiền nghe, làm bao nhiêu cái việc làm luôn không bao giờ thiếu tiền đâu. Lạ, những đức muốn làm gì là nhất định sẽ có tiền à, hồi đó tới giờ luôn mà. Nó nên những đức chỉ hướng cho quý vị để tu phước tu duyên, chứ đừng có tùm lum tùm la tá lả âm binh. Nó đừng có nói rằng mà quý thầy mà tu trong chùa mình, tôi nói chùa mình nghe, không có nói ai chứ nghe, nói chùa mình thôi, riêng quý thầy trong chùa mình là tuyệt đối không có bao giờ xin số điện thoại của ai, mà xin là quý thầy những đức không chấp nhận là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tuyệt đối không có ai cho cái gì quý thầy chùa mình chứ nghe, quý thầy chùa mình cái gì xin thì đức thì cho liền. Nó xin cái gì cũng cho hết, chỉ có xin gái không có. Ông là đem các cô mình cho.
Hiểu không? Là không được cái chuyện đó, đúng không? Nhưng mà thí dụ như cái gì phù hợp này kia đều là những đức lo lắng hết trơn, yên tâm mà tu. Nên nhưng mà quý vị biết rằng à, trong chùa mình nghe quý vị như đức để ý nghe, quý thầy quý chú quý cô chùa mình rất khỏe nha quý vị, sắc diện rất là đẹp. Còn một số anh em huynh đệ những đức ngày xưa mà mấy ông ở cốc rồi bệnh dữ lắm quý vị ô. Bây giờ những đức mới kinh nghiệm ra nè, thì ra ở cốc vì sao mình bệnh nhiều quý vị? Mình hưởng mà mình không có tạo. Người ta cúng như mình hưởng mà mình không có tạo ra. Còn chùa mình là họ được phục vụ đại chúng. Quý vị có một cái lễ này, quý vị coi chúng mình làm cỡ nào chưa? Nên như đức nói, những anh em cư sĩ vô chùa mình tu mấy anh em xứng đáng. Những cái điểm mà mình chọn được những cái chỗ mình nơi tu đến tu là như vậy. Điều thứ nhất, con người có thật có vật được đạo, đúng không? Lo cho mình ăn uống, lo cho mình đồ bạc, lo cho mình chỗ ở đàng hoàng. Trước nhất là chỗ này, điều thứ nhất chọn. Điều thứ nhất nghe, vì thấy cả đời của người mình khổ vì cái gì vật chất, đúng không? Cuộc sống ăn uống, đúng không? Rồi điều thứ nhất. Điều thứ hai, tu hành mục tiêu là gì? Giải thoát. Có một cái nơi dẫn dắt một pháp tu, có một pháp tu rằng rõ ràng chỉ mình niệm Phật, mục tiêu tu giải thoát. Đây là hai điều mình chọn, đúng không? Điều thứ ba, nơi đó ở hòa hợp, là anh em tập trung thành một, ăn uống cùng ăn chung, đồ đạc cùng mua một lượt. Có nghĩa là điều lo chung toàn thể, gọi là quy gom thành một hướng. Chùa không chia ba xẻ bảy, trên là hòa thượng xây chùa, kế nhân đức nuôi chung. Không có cái chuyện mà lắm thầy nhiều ma, không có cái chuyện mà tính này người thầy muốn gì muốn kia muốn nọ, không có. Điều là những đức chỉ đạo mới dám làm. Nên điều đó mình chọn liền, là ba điều là mình chọn trước ngôi Tam Bảo. Vậy là thấy ba chỗ rồi đó, chọn được rồi đó quý vị. Sự chọn lựa này, và chúng ta cố gắng đủ rồi đó. Chọn lựa và cố gắng, chọn lựa mục tiêu được rồi, cố gắng tiến lên. Nó nghĩa là muốn đi tu gặp gì là được rồi đó. Rồi nữ mà muốn đi tu thì đây là duyên đặc biệt, có đại chúng luôn, có chúng nữ, có chỗ ở riêng, có chúng nữ đàng hoàng. Những đức quan tâm lo lắng từng chút còn hơn là mẹ nữa. Những đức mà dạy các cô quý vị biết còn hơn mẹ, nó nói thiệt luôn. Mà nhiều đứa nhỏ nhỏ mà trời ơi, từ nó nhỏ mới lớn lên, mà bị biết khi mà nội mà cái chuyện ngày tháng nó cũng bày hày, phải dạy tính cái mức vậy luôn, chứ không phải giỡn đâu. Mình ở nhà mình làm mẹ mình dạy con, mình không dạy con gái mình vẫn bày hày. Bày hày thí dụ như bây giờ mình đi về chùa đi, mình mà không được nghe giáo dục đi, nội mà cái chuyện lỡ mình đi về chùa trong những cái ngày tháng phụ nữ mình đi, mình cũng bày hày mình không gọn. Đúng ra những đức nói ngày phụ nữ là như thế nào, mình gọn ghẻ mình lấy giờ thun mình băng lại, mình còn bỏ vô bọc mình buộc chắc lại, chứ mình bỏ vô cái thò ghét. Tại vì sao? Vì cái màu, cái mùi mà máu tanh như nó nhiều người ngửi, mình mang cái tội nghiệp. Và thêm cái nữa, có những cái loài quỷ mà nó dùng cái loại đó đó, là nó bám theo mình, nó quen mùi, thấy chưa? Nên mình dễ bị bệnh. Nó nên nó từ nơi đó mà đúng ra là buộc lại mà phải có bọc nhỏ đó chứ, để trong cái vỏ đi đâu cầm vỏ theo. Ngày tháng thai gan cái là bỏ vô bọc buộc sát cứng lại, liên vô trong cái chỗ thùng rác. Mà bắt cái bọc buộc nghe, đàng hoàng luôn. Phải kỹ như vậy đó, chứ không phải là mình về đây mình nói là người ta dọn dẹp cho mình rồi mình phơ bày đâu. Tôi nè, làm nhà vệ sinh mấy năm tôi kinh nghiệm quá nè. Ngày xưa tôi làm nhà vệ sinh mấy năm giờ nè, quản chúng mà tôi còn làm nhà vệ sinh mà. Nó ngày xưa nhà đức làm nhà vệ sinh, tại sao nhà đức kinh nghiệm đến mức cao độ? Người ta làm nhà vệ sinh người ta mang bao tay, nhà đức khỏi cần mang luôn. Nó tay của mày dơ quá rồi, bốc tá lả ông binh, bốc gom lại hết luôn. Rồi không ai dám làm, như đức làm hết. Mà có ngày hôm nay, cái thành quả của người ta có ngày hôm nay là cái nhăn người ta làm sao. Đêm hôm xây chùa chiền, xây dựng cho chỗ ở cho mấy bà già, mưa gió là một mình chạy xẹt đi coi các cụ ngủ làm sao. Nó phải có tâm như vậy nó mới có ngày hôm nay. Mới chia sẻ Phật pháp, chia sẻ hoài cũng nói được, hiểu không? Những điều như đức nói là những điều như đức làm đó quý vị. Thấy không? Rồi bây giờ đây vị thấy rõ ràng phải không? Những đức tu với vị từ sáng sớm nó tu một thờ, 8 giờ mấy tu lên tu chung rõ ràng. Rồi giờ này qua nói chuyện, ra cũng sanh cũng biết thực, tối lại Quan Âm. Còn gì nữa chàng? Nó rồi bây giờ đây vị thấy không? Bây giờ mình có nghèo cái nào mình về đây mình cũng không ngại nữa. Tại không có quy định người nào về đây cũng dường cái việc đặc trách vụ đó. Hoặc là gặp những đức thì bất chợt là tự nhiên đi gặp chào thầy. Chứ có bao giờ những đức ngồi những đức tiếp Phật tử đi, những đức nhận tiền đâu mà cái người nghèo đến gặp ngại? Không có ngại. Nên từ nơi đó những đức không có tạo ra cái chương trình gì. Kinh nghiệm đã đi qua những đức làm,
điều chỉnh lại. Nó nên mình về chùa mình quý vị phải có một cái điểm tổ ấm này, mà Hòa Thượng ngày vui lắm. Ngày vui cái ngày xây chùa mà đệ tử của ngài nhiệt tình lo hướng dẫn người ta tu. Trong lòng ngài vui dữ lắm. Nó thì thôi, mình là người đệ tử mà mình nhiệt tình mình giúp cho thầy vì tuổi già tâm trạng của thầy. Còn những đức ngày xưa mà những đức đi lên trên Đà Lạt trên tỉnh Thất, những đức học trên đó được 5 năm thì những đức đem cái pháp tịnh độ này, những đức hướng dẫn quý vị còn gì? Tất cả phương pháp lễ Phật này là những đức học từ thầy trên chứ đâu. Duy trì phương pháp lại Quan Âm này nè là ý rét. Lần lượt những đức duy trì là gì? Những đức cảm ơn thầy trên đem cái pháp này để dạy người ta đó. Mà những đức duy trì tới luôn đó quý vị. Hãy nhớ nghe. Nên trong cuộc đời những đức á, pháp Hòa Thượng Tịnh Không những đức nghe thì ngài ở nước ngoài. Còn thầy trên kia thì những đức trả ơn bằng cái pháp tu hướng dẫn nuôi người già đó, là ngày xưa những đức đến ngôi chùa là như vậy. Hòa Thượng là những đức đến đây nhờ có chùa mà những đức mới nương chùa đây để hành đạo. Nên những đức cố gắng bồi dưỡng chùa và cùng với các anh em huynh đệ đây để mà Hòa Thượng có công xây chùa, mình có công giữ chùa. Nhiệt tình giữ chùa luôn đó quý vị. Từ một cây cây hoa, từ một cái chỗ vị trí, từ chỗ hư là dọn dẹp sạch sẽ làm hết. Thầy rất yên tâm, thầy rất là vui. Cái tâm đó là tâm báo ơn chứ gì. Nên quý vị biết những điều này chúng ta là người tu phải nhận thức được. Mình trong cuộc đời mình đi tu nhân duyên bất đồng quý vị. Có những người mình gặp Phật Pháp mười mấy, hai chục năm mà mình đi chùa mình không có được cái kết quả gì chứ. Đi đến chùa cứ đi cầu xin không à. Cúng cho Phật bó hoa, cúng cho Phật nại chuối, cúng cho Phật 2000. Xong quỳ Phật ơi, Phật gia hộ cho chồng con nó đừng có uống rượu nữa Phật ơi. Cho con nó đừng có bắt hiếu với con nữa Phật ơi. Con khổ lắm Phật ơi. Bắt đầu là khóc. Phật đâu có gì đâu. Phật đâu phải như một kẻ phàm phu bình thường. Mà mình khóc chứ Phật là Phật mới thương. Nhưng mình chỉ cần có một cái tâm chân thật là cảm với Phật liền, không nói dòng gió chứ. Ví dụ như mình là người con bất hiếu thì bây giờ mình có hiếu là cảm với Phật. Mình là một người ăn trộm ăn cướp, bây giờ mình sửa là đừng có ăn trộm ăn cướp nữa thì cảm với Phật. Mình ích kỷ nhỏ mọn thì bây giờ mở tâm rộng lớn ra thì cảm với Phật. Cái tâm nó cảm với Phật chứ không phải là khóc mà cảm với Phật. Đừng có khóc làm chi. Đối với cái người thế gian mình khóc người ta thấy tội nghiệp, nhưng mà Phật thì Phật vẫn bình định cái tâm. Không có như vậy, không phải là không tội nghiệp, nhưng mà Phật tính vào nhân quả. Nguyên lý này phải nắm mà hiểu được thì mình đi chùa nó không có mê tín quý vị à. Hiểu không? Mà mình dùng cái câu tin sâu nhân quả rồi thì cái chuyện tất cả cái việc mà chúng ta gặp nhau trong cõi đời này nó đều có nhân có quả, đừng có buồn. Thí dụ như mà đi đến đây đông gì mà tự nhiên có người mắc 20-30 ngàn, vài 300 ngàn, vài 3 triệu bạc mắc điện thoại. Đông gì có người mắc. Bao nhiêu con người ta không mắc, mình mắc là cái quả báo nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng lấy của người ta. Quý vị phải nhớ rằng cái tội mà ăn trộm người tu, người đi vô chùa tu, chứ không phải đi ăn trộm người tu. Ăn trộm của người đi tu. Khi người ta vô chùa tu mà ăn trộm của cái người vô chùa tu là lấy của gì? Lấy của Tam Bảo. Mà lấy của Tam Bảo Phật còn khó cứu hơn là tạo tội ngũ nghịch. Ghê chưa? Cái của Tam Bảo mà mình lấy nghe, tội còn nặng hơn là tạo tội ngũ nghịch, Phật khó cứu hơn. Vì Tam Bảo là thập phương bá tính cúng dường, tặng hư không khắp pháp giới. Nên mình đi vô chùa cái gì của Tam Bảo mình ăn mình phải xin tiền. Không có được tùy tiện mình lấy mình ăn thí đại đâu, không phải đâu quý vị. Quý vị biết rằng bây giờ quý vị cầm một bó hoa gì cúng cho Phật nghe. Quý vị chưa cúng lên bàn thờ Phật, quý vị cầm hoa làm nè. Ăn cắp hương hoa, lau cái trái, rửa cái trái đi cúng cho Phật. Cái trái trong bụng mình nói, trong tâm mình nói nè, trái này biết thơm không? Cầm cái trái lên. Chưa cúng Phật mình hưởng hương vị trước rồi. Ăn trộm hương vị thấy chưa? Cẩn thận nghe, từng chút đó phải nhận thức chứ không giỡn đâu nghe. Nó có một vị tu hành này chắc cũng thị hiện thì sao? Đi ngang một cái vườn sen, ông thấy sen, hoa sen đẹp quá, ông năn hoa sen lên, ngửi hoa sen. Tối ông ngủ, thằng hoa đến báo mộng nó rằng tại sao ông ăn cắp hương hoa. Trong mộng ông tỉnh táo nói ủa tôi ăn cắp hồi nào? Nói hồi trưa ông đi ngang cái đầm sen, ông năn hoa sen ngửi là ăn cắp hoa, chưa sinh mà lấy, đó là ăn trộm hương hoa. Nói chưa, đừng có nói chuyện dẫn chơi nghe.
Nên chùa mình ít trồng sen lắm, trồng bông giấy. Nên từ nơi đó giấy thì chắc cũng không có mùi gì đâu mà hít. Mà hít thì thôi chó bị hít luôn, khỏi ăn cắp, nếu không. Quý vị thấy không, cái vi tế trong Phật Pháp chưa, không đơn giản đâu nghe. Nên cái người mà thí dụ như mình vì gia đình, vì con cái mình mà mình đi vô trong chùa mà mình đi coi có người ta hở cái gì mình lấy ăn cắp đó nghe. Quý vị ơi, con quý vị nó sẽ không có kết quả đâu quý vị à. Thà quý vị đi kiếm cái nghề gì, vì sống đi đừng có làm cái nghề này. Nó làm cái nghề này thật sự mà nói vợ chồng con của mình nó giật mắt lắm. Thật sự mà nói đi ra ngoài đi ăn cắp đồ ta là giật mắt. Một ngày nào cũng bị bắt được là thôi đổi nghề đi. Những đứa ngày xưa một mình lo không xong mà niệm Phật mà còn ngon lành. Bây giờ cơm ăn áo bạn cuộc sống đầy đủ mà còn được nhiều người thương yêu. Thôi nếu mà không có vợ gì hết trơn mà làm nghề ăn trộm, thôi đổi nghề vô đây tu đi. Đi theo như đức nuôi là già đi. Hiểu không? Nó làm vậy là ngon hơn. Nó nên từ nơi đó mọi vị biết rằng mình gặp được những cái điểm chùa vậy là cơ hội mình để quay đầu nè. Thôi đừng có đi ăn trộm ăn cắp của người ta làm chi. Cái nghề này không có được đâu. Mà đời đời kiếp kiếp phải nghèo nàn đó. Nó nếu mà ở đây mà ngồi mà ở đây á, mà có một anh ăn trộm hay chị ăn trộm nào đây. Nay tôi nói là cũng là khách sáo lắm rồi. Tôi kêu anh ăn trộm chị ăn trộm là khách sáo lắm, nghe chưa? Nó nên á, nghe rồi nhận thức đi. Thật sự mà nói tất cả quý vị nhớ trong cái cuộc đời này chúng ta, mình đang học Phật mình hiểu rồi. Người ta lấy cái của bên ngoài, người ta không có lấy được của trong mạng đâu mà sợ. Thí dụ như mình là người nghe đạo tu rồi mắc tiền, ư a di đà Phật. Xong. Tính chút bỏ cho thùng Tam Bảo. Bây giờ mắc tiêu rồi. Cũng như đã cúng Tam Bảo rồi. Tiền Tam Bảo phục vụ chúng sanh, giúp chúng sanh. Bây giờ khổ quá rồi lấy trước. Được rồi, A-di-đà-phật. Xong rồi đó, thấy chưa? Chứ đừng có la lối sùm chi, cũng có ai trả mình đâu. Thí dụ như có những người mắc của không hiểu, quát quát quát, mắc tiền rồi trời, trong túi mới tiền để mắc rồi trời. Không, la sùm lên kỳ cục thấy ghê. Có không, quê rồi nhiều nhà mất tiền cái tự nhiên nhảy ra ngoài mà cái xăng nhảy vậy. Bà con chừng sớm vào tiền mất hết trơn rồi, trời ơi bao nhiêu năm nay để dành thì con nhiều đó mất hết trơn rồi, chắc tôi chết quá, tôi đọc đầu vô cô cục đá này quá. Em bị thấy không, nó mình bây giờ mình nghe đạo rồi, lỡ mất rồi thì là mất rồi thôi, hiểu không? Nó có cái cô kia cô nói thầy ơi thầy, đi chùa mất tiền cái chết rồi thầy á, về chồng nó quýnh mà chết. Nó kệ nó đánh trả nợ. Nó trời gặp thầy sao có thứ gì cũng trả nợ đó. Đến đây đi trả nợ mà bây giờ không kêu trả nợ với trả cái gì. Nhớ nghe, đi đây là trả nợ đó. Không có giỡn đâu, trả nợ đó. Nó thương mình cũng trả nợ á. Phải không? Thương rồi khổ nè. Đừng có nói. Thương rồi khổ nè. Nó ai mà được chồng mà thương nó rồi mấy bà chờ xem. Khổ đó. Cái nghiệp quan gia nó ghê lắm, nó dùng mọi cách. Ban đầu là nó thương, nó bòi. Nó bòi cho mình để nặng tình với nó đi. Khi nặng tình với nó rồi đó nghe, bắt đầu nó mới xử mình. Chứ có bao giờ mà chồng vợ nó đến với nhau mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán không? Ban đầu nó đưa cái mặt vô dễ thương lắm. Kêu em đồ ngọt xớt à, nó hứa hẹn đủ điều. Nó nói trời, nó nói cho bằng được. Nó nói cho bằng được, nó nói ngon lành lắm, đúng không? Từ nơi đó nó nói mà cho bằng được luôn mà. Em làm vợ anh đi rồi, anh sẽ lo cho em rồi. Toàn bộ không có khổ đau gì đâu. Về nó bắt đẻ của thằng chết. Trước nhất là khổ đẻ rồi. Rồi bắt đầu là khi mà nặng tình với nó rồi, lúc đó nó mới chỗ cái bộ mặt không thật kia. Nó nói những lời nói bất cần, đúng không? Nó chứ có bao giờ mà gặp nhau mà ghi hai chữ quan gia trên trán, nó đưa cái mặt vô nè quan gia nè mày chịu không? Không vậy mà có đó, có cái bà này bà vô chùa bà tu bà nói rằng nè, con này là vô duyên nhất nè thầy, là hai vợ chồng cũng không yêu nhau chứ, chỉ gặp nhau có một lần đi đám dỗ chung. Đúng rồi, đi đám dỗ mà gặp nhau không hên. Đi đám dỗ, hai vợ chồng đi đám dỗ gặp nhau tự nhiên á, xin số điện thoại. Xong cái đi trên trời dưới đất nó làm việc gì, xong cái tự nhiên có một ngày đó gần Tết cái nó điện thoại
chồng con điện thoại cho con nói nè, ô mày chịu lấy tao không? Đúng là bảnh thấy ghê. Vậy mà cái bà này bà nói ừ tao chịu lấy mày. Rồi từ đó về sau hai chồng cưới nhau một phát là nói chuyện toàn là mày tao không. Rồi giờ chia tay à. Nó làm ra cho hai đứa. Rồi một đứa nó đem đi, còn đứa để cho những đứa. Tôi thấy đúng là thầy chùa ngon thấy ghê. Cái lâu lâu bò bì vô tìm mình. Cứ là mình không có làm được cái gì, nhưng mà cuối cùng cái đem vô đưa cho mình. Nó mới đây mấy bữa trước với Quan Âm vô mà cũng khéo ghê, chắc cũng nghe pháp thì sao hiểu. Thầy từ bi giống Quan Âm lắm. Nói tôi không có từ bi. Sao mà gặp tôi tao nói từ bi là tôi ép tôi vô cái thế không kỳ cục cái gì. Cứ thế mà ghét tôi không mà ngộ quá. Thầy từ bi lắm nên không lẽ thầy thấy mà mẹ quá con coi mà bụng chữa gì mà thầy bỏ. Tôi bỏ đó. Không phải ông bỏ đâu, vừa phải của tôi đâu mà tôi giữ. Ông mà nói tới nói lui rồi thấy cũng tội nghiệp. Mấy cái bụng đi ển rồi than thở đẻ mà không có tiền. Không biết thiệt không, nó ngộ vậy. Không mà kệ, đã bụng bự thì tội nghiệp quý vị. Thiệt giả gì kệ mồ. Thấy trong túi còn 2,000 cho. Đó. Nó nói trời ơi thầy ơi thầy, sao thầy keo dữ vậy thầy. Bây giờ ai gà con còn xài được đâu thầy. Ô thôi vậy biết rồi. Ô mà vậy đó vị lỡ gặp nghe mà biết lắm nghe. Làm như con nghe pháp có biết nguồn tin mình sao sao. Lỡ là nói thầy từ bi được không mà nó tôi không có từ bi. Nên từ nó nói vị biết là mà tội nghiệp thì quý vị. Bây giờ ưa cái vụ mà tình hình mà giống như mang bầu rồi xong là chồng đi mất tiêu. Khổ ghê. Vô rồi bắt đầu là nói xong được rồi mà nói là mai mốt tới khi đẻ thì cho thêm tiền. Nó trời ơi trời. Sao mà tôi thấy cái duyên của tôi đi tu sao mà nó lạ kỳ ghê luôn. À, cái duyên đi tu mà sao mà toàn là bầu tìm không. Tôi không có thấy ai mà trẻ đẹp để tìm tôi, nhưng mà tôi thấy toàn là bầu bụng bự gì. Đẻ con đỏ hói lỡ đưa tôi coi không. Khi mới đẻ. Khổ quá bồng lợn. Bồng lỡ có cái bà đó bà nói rằng thầy coi nó sao mặt giống thầy. Nó vô gì. Ủa là trời. Nhờ tôi giúp thì tôi giúp cho sao nó mặt giống tôi trời. Tự nhiên mình nhìn kỹ sao nó mỏ nhọn giống mình trời. Tự nhiên đồ hói vậy xíu xiu trời 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 bỏ cho quét. Trời sao mặt giống mình dữ cái trời. Mặt trong mình tội nghiệp liền mấy cô. Mặt trong mình thấy tội nghiệp. Mình nói chắc là có duyên nhiều đời nhiều kiếp sao kỳ cục quá. Thôi thấy gì cho cái triệu bạc nó tội nghiệp quá. Nó hối ra mặt mỏ nhỏ quét như thế. Mặt giống hình mình. Trời trời sao kỳ cục cái trời. Ôi bà xong rồi bà bẩm đi giùm tôi. Bà đừng đưa cho mấy cô coi nha. Đưa mấy cô chùa mình coi. Nó nói tùm lum tùm la mất không. Nên từ đó quý vị biết rằng là gặp nhiều trường hợp lắm quý vị. Nên quý vị biết rõ ràng là mình ở trong chùa mình có cơ hội từ bi quý vị. À, cái cơ hội của cái người đi tu, cái cơ hội mà để mà bổ túc cái từ bi dễ. Chứ mà giờ mình ngoài đời không có ai mà dẫn đem lại đưa cho mình vậy đâu. Nhưng mà mình đi tu lại có người ta đem lại đưa cho mình vậy đó. Để mà mình tu phước tu duyên từ những con người như vậy. Thấy chưa? Nên cái người đi tu của mình là có cái phước để mà mình làm được cái phước. Còn cái người ngoài đời mình là có cái duyên nghiệp nó nặng nên nó tạo nghiệp nhiều hơn. Nó nên nó từ nơi đó mà mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê đủ duyên vô đây đi. Không mà buổi giảng nào những đứa cũng nói điều này nghe. Là giống như tạo một cái điều kiện cho những người mà gọi là lang thang. Bị chồng bỏ. Tội nghiệp, bây giờ nhà cửa cũng rộng. Vô lau nhà cũng được. Đúng không? Cuộc đời còn lại mấy buổi cơm sống là qua ngày, cuối đời vẫn sanh. Được rồi. Lang thang chi bên ngoài. Lang thang bên ngoài thời gian đây nó chấp gắt mất công. Hiểu không? Thời gian à, nguy hiểm.
Nên mấy cái cô mà gọi là chồng bỏ chồng chê cứ vô đây tu thường xuyên mà nghe hoài gì, nó giữ được cái tâm, giữ được cái tâm á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Đó, nên còn người trẻ trẻ nam đồ thôi, đủ duyên gặp Phật Pháp, biết tu, tu được, tu đi. Thật sự. Nên cha mẹ mà có con biết tu coi chừng còn con của mình, sau thì đứa con nó nuôi mình á, chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Mà bây giờ đứa con có vợ có chồng khi nó không nuôi mình được, khó nuôi mình. Nên mỗi một con người chúng ta nghe Phật Pháp nè, những đức nói những điều đơn giản vậy, vừa cái quả báo sát sanh, quả báo phá thai như thế nào, quý vị nghe, quý vị nhớ là những cái quả báo này nó đáng sợ lắm. Phải nhờ cái pháp tu này để giải quyết vấn đề về cái quả báo này. Có nghĩa là bây giờ là nghe không phải sợ để mà lo, mà bây giờ nghe để mà cố gắng niệm Phật, cố gắng ăn chay phóng sanh để mà tu, để gầy dựng cái nguyện để giải thoát, giải quyết. Đúng không? Rồi mình về đây mình tu hành nhiệt tình hết mình, cầu siêu cho các cháu. Nó bây giờ ghi cầu an cầu siêu rồi quá trời đó, ghi đi. Nó ví dụ như hai vợ chồng họ Trần Hậu Nguyễn, Trần Nguyễn vô danh phá thai 3 lần, Trần Nguyễn vô danh 1, Trần Nguyễn vô danh 2, Trần Nguyễn vô danh 3. Rồi bên nội bên ngoại có ai chết ghi vô. Nó ghi tên vô, người ta đi theo mình, đâu biết sao ta nhìn. Nhìn của mình có ghi tên người ta không á. Nó bây giờ nếu mình ghi không hết mình ghi nè: con xin cầu an bên nội ngoại, con xin cầu siêu nội ngoại hai bên. Nó lỡ sót ai thì cũng dính nội dính ngoại hết, không bỏ ai chứ, hiểu chưa? Thôi tao thấy mình ghi người kia mà xong ghi họ đó nghe. Mình biết tu là cái gốc, phước báo mình lớn nên người thân gia đình dòng họ mà chưa siêu đi theo mình nhiều lắm. Họ đi theo mình, giống như bây giờ mình thích đi theo cái người có điều kiện, chứ ai mà đi theo cái người mặc riệp chứ, hiểu không? Nên mình có phước mình đi vô chùa người ta đi theo mình rất đông. Nên khi mình vô đây mình tu, mình nghiêm túc mình tu là người ta tu theo mình nghiêm túc. Mình đi lễ Quan Âm là người ta lễ Quan Âm, còn mình đi ngủ là người ta đi ngủ. Nhớ nè, ngày lễ Quan Âm gì nè thì cái người ta về đây tu đông mà người đi theo tu cũng đông, nhưng mà cái nghiệp quan gia cũng không ít. Nó tạp nham nó đầy, thì cái tạp nham nó lựa cái lúc tạp nham nó xử quý vị. Có nghĩa là nếu mà tới giờ tu mới bị nằm đi ngủ trong phòng một mình đó, thì biết có những cái loài ma quỷ mà nó chiên đi hút cái hơi của người đang sống mình mà đang ngủ. Khi bị ngủ mà bị hả miệng như nè, nó lỡ nó làm nè, hút hơi, hút hơi. Khi nó hút một chút rồi nó tập trung, nó xô, nó nhào vô nó hút, mà nó đầy dễ cả trăm cả ngàn người nó nhào vô nó hút. Xong quý vị mà khi mà thức dậy quý vị cảm thấy người mình nói, sao mà mỏi mệt quá trời, mỏi mệt vậy ta, sao mà người đuối quá vậy ta. Nên quý vị thấy có những người sắc diện người ta rất tốt, mà tại sao có những người sắc diện xinh xạo là vừa ưa ngủ phi thời, ngủ những cái lúc không đúng giờ đúng giấc. Đó là những cái lúc, đó là những cái lúc mà ma quỷ đến xử lý mình đó. Nên ở trong chùa giờ chỉ tịnh giờ ngủ ngay là nghiêm túc, cái giờ buổi sáng đi tu là thức dậy đi tu liền, chứ không nói mà nằm nó một mình trong cái phòng nguy hiểm lắm. Tại vì gì, ở đây là cái nơi nó có mặt trái mặt phải, thì tu cùng tu nó thù thắng, mặt trái là bỏ tu chốt. Nó có giỡn không? Ồ, nguy hiểm lắm á. Có cái bà kia, bà không tu, bà ra về cây sa la sau khu tăng, bà ngồi bà ngủ vậy mà bốn con chim lên ỉa bốn cục phân lên mặt bà, kinh khủng chưa. Nên quý vị thấy rằng là trong chùa mình nó lạ như vậy đó, mà Phật Âm nó đầy trong chùa đó. Người ta tu, người ta hộ trì mình. Khi quý vị tu người ta hộ trì vì cực điểm luôn. Nên cái người ta vô đây tu thì đó không có động tới người ta, không có làm phiền người ta, để cho người ta tu đi có phước hồi hướng cho. Tối đêm nay lại Quan Âm được, gió thổi mát rồi lên cái chỗ như đức, vịn lại mấy tấm giấy đựng cho bay, bay lại không được, hiểu chưa? Mà giờ mình lại gió bay hù hù hù, bay mấy cái tờ giấy qua bên sao như đứa đọc được, hiểu không? Lấy tay vịn lại. Quay đơn giản đó nghe, ta hộ trì mình lắm đó quý vị. Mình vì người ta hộ trì mình. Nó nên tất cả vị trí nghe, ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc đàng hoàng, về chùa 4 ngày nghiêm túc, phước duyên này thù thắng lắm. Phải được hướng dẫn nhiệt tình vậy đó thì mới bị kết quả bị rất là lớn. Chứ nếu không mà mệt mỏi nghe, nhất là nè, cái bệnh này nè,
cái bệnh tự nhiên mình thấy trời sao mệt quá, mệt chắc buổi nay nằm nghỉ quá, là nó mệt luôn á cho quý vị biết. À, tại vì sao nằm nghỉ nó còn tổn ác đạn hơn nữa, nó tập trung lại ngay mình, ầm ầm ngay mình, nó làm mình đuối luôn, bữa sau nghỉ tu luôn. Nên vừa hơi mệt mệt là cái nghiệp nó khảo mình đúng không, nó dũng mãnh lên. Mình giống như mình mệt, mình làm mệt quá chị hôm nay sao đuối quá, nặng đầu quá, mình phấn chấn lên, hả nè 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 tỉnh lên ha, mình dò đầu gịch lỗ tai tỉnh lên, rồi bắt đầu người phấn chấn đi, ai vậy đà phật, ai vậy đà phật, ai vậy đà phật, tỉnh táo lên. Mà mỗi lần mà mệt mệt bấm cái điều niệm phật địa chung của những đức á, cái điều mà ai vậy đà phật, ai vậy đà phật, ai vậy đà phật, mình làm theo ai vậy đà phật, ai vậy đà phật, nhịp một chút làm tỉnh queo, nó ngộ lắm, nó tỉnh đó quý vị. Nó nên từ nơi đó nghe, vô đây có 4 ngày nó gặp bao nhiêu sự việc trở ngại cho quý vị nè. Người thì tinh tấn dữ lắm, người thì mệt mỏi, người giải đãi, nó khiến quý vị gì đó. Nhưng mà phải quy về cái tâm hết là gì? Tinh tấn. Tinh tấn, nhớ nghe. Đó, nên những buổi chia sẻ này là những cái tư tưởng kích động tư tưởng quý vị. Nó hừng hực cái tâm quý vị lên để quý vị cố gắng tu, hồi hướng cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, cầu cho toàn thế giới này kiếp nạn quá giải bớt đi. Đó là cái tâm của chúng ta tạo nên những cái nhân duyên pháp hội này để mà mình cầu an cầu siêu cho tất cả chúng sanh. À, chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.